Thương chủ chân tịnh, tiền thiền vô thượng thường chống trái, tranh cãi, vì tranh đấu nhau, nên những kẻ ngu kia chìm đắm mãi trong hôi uế bất tịnh. Tất cả hiền thánh đều xa tránh việc ấy, bậc trí đồng của trách sanh tử tệ ác như đống phân uế gần thành phố xóm làng, ngày đêm người vật tới lui, như thế ngày càng thêm bất tịnh, đáng ghét, hôi thối, tiện lợi cho loài vật dơ. Cũng vậy, kẻ ngu đối với bản tánh của Pháp chẳng thể hiểu biết, nên việc ác càng thêm tăng trưởng, sanh ra điều sanh tử thối tha bất tịnh, hiền thánh của trách kẻ trí xa lìa. Ta nói những kẻ ấy chẳng thể nào giải thoát được các thứ tội lỗi sanh ra bệnh chết, vân vân. Lòng Cát Tường hỏi: Thưa tôn giả, đối với Pháp làm sao có thể như thật biết? Diệu Cát Tường đáp: Với những kẻ có khả năng dùng tâm không phân biệt, tùy thuận xa lìa, hướng tới xa lìa, bảo hẳn xa lìa, đối với Pháp mới có khả năng như thật biết. Lòng Cát Tường hỏi: Đối với việc huyễn, ai có thể xa lìa được? Diệu Cát Tường đáp: Đối với việc huyễn, những người đó có thể xa lìa. Bấy giờ Thiện Hiện đi đến chỗ ấy hỏi: Hai đại sĩ luận việc gì vậy? Diệu Cát Tường hỏi vặn lại: Đại đức, nay nói pháp nào gọi là đại sĩ? Chúng tôi chẳng thấy có một chút pháp nào có thể gọi là đại sĩ mà cùng luận nói. Đại thánh Pháp Vương cũng chưa từng nói có chút thật pháp gọi là đại sĩ. Các pháp như tiếng vang đều chẳng chân thật, tiếng vang ấy nào có đàm luận gì? Sau khi nghe lời ấy, cụ thọ Thiện Hiện nhập vào môn tam ma địa vô sở đắc chừng giây lát, rồi từ định xuất, chắp tay cung kính hướng về rừng Thệ Đa nói như vậy: Con nay quy y những điều mà Phật đã chứng đã thuyết, pháp ấy rất sâu xa vi diệu vắng lặng, khó thấy khó biết, chẳng thể nghĩ bàn, vượt cảnh giới tư duy, trừ hẳn chấp thủ, dứt các ràng buộc. Diệu pháp như thế chẳng thể nghĩ bàn, khiến các hữu tình nghe được lợi ích an vui, như các Bồ Tát đã được bất thối truyền, bạn thù thất lợi làm thượng thủ, cho đến hoặc có các chúng Bồ Tát mới phát tâm hướng tới Đại Bồ Đề, đều cùng ở trong pháp sâu xa đây lần hồi cùng nhau đàm luận việc ấy. Diệu Cát Tường nói: Đại đức, phải biết trong đây không có kẻ thân, không phải không có kẻ thân, cũng không có mê lầm, chẳng có kẻ mê lầm, lại không có việc lần hồi cùng nhau đàm luận. Vì sao? Vì không có một chút pháp nào cùng với một chút pháp nào làm thân hay oán. Vì sao? Vì tất cả pháp vô sở hữu. Cụ thọ Thiện Hiện lại hỏi: Khi nãy thấy hai đại sĩ cùng luận pháp sâu xa, vì sao nói không có việc đàm luận? Diệu Cát Tường hỏi lại: Đại đức có nghe nói huyễn sĩ, cảnh mộng, tiếng vang, ảnh tượng, quáng nắng, ánh sáng, biến hóa và thành tầm hương lần hồi cùng luận nghĩa pháp sâu xa chăng? Chẳng nghe. Diệu Cát Tường nói: Các pháp như huyễn, như cảnh mộng, như tiếng vang, sao có thể nói thấy đàm luận cùng nhau? Lẽ nào có việc huyễn sĩ nghe Phật biến hóa nói pháp nghĩa sâu xa mà tin hiểu thọ trì, nắm giữ tướng, suy nghĩ danh thân? Nghe nói vậy, ngay chỗ đó Thiện Hiện nhập diệt định. Lúc đó Xá Lợi Tử đến hỏi Diệu Cát Tường: Thưa đại sĩ có biết Thiện Hiện đã vào những định nào không? Diệu Cát Tường đáp: Thưa Xá Lợi Tử, đại đức Thiện Hiện chẳng trái một chút với pháp, do đó thường vào những định chẳng trái với pháp: định vô sở trụ, định vô y pháp, định vô chấp tạo, định hại chấp tạo. Trong đây chẳng có trụ